Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Để tránh hiện tượng bị lừa đảo, mạo danh trục lợi bên Giang Trường Fishing, thì các bác chỉ giao dịch với em qua hai số điện thoại như trên màn hình nhé, 0961 932 218 và số điện thoại 0819 543 331. Và hai tài khoản giao dịch là Trương Thị Giang. Đấy, số tài khoản của Vietcombank Yên Dũng Bắc Giang và Trần Việt Dũng, số tài khoản của Agribank Yên Dũng Bắc Giang. Đấy. Bác nào mà nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ số điện thoại khác yêu cầu chuyển khoản vào số tài khoản khác thì yêu cầu các bác không giao dịch. Đấy, không giao dịch, không đặt hàng để tránh tiền mất tật mang. Hiện tại bên em chỉ dụng hai số điện thoại trên coi nhé, cho tất cả các giao dịch mua bán cần câu, đồ câu, mồi câu vân vân, phụ kiện câu cá. Và giao dịch bằng hai số tài khoản. Một là tài khoản Trương Thị Giang của Vietcombank và hai là tài khoản của Trần Văn Dũng, Agribank. Bác nào mà nhận được thông báo của bất kỳ bên nào mạo danh thì bác né nó ra nhé, để tránh tiền mất tật mang và làm ảnh hưởng đến uy tín của Giang Trường Fishing. Thì tất cả các video của Giang Trường Fishing sẽ được gắn cái video này ở phía đầu. Đấy, để giúp các bác tránh các trường hợp bị mạo danh, vì dạo này bên em bị mạo danh nhiều quá. Các bác bị lừa vừa mất tiền vừa bụng mình, bên em lại mất uy tín. Trong đó có nhiều bác là anh em khách hàng, cũng khách hàng quen, thân thuộc chứ không phải là khách hàng mới. Thế nên cái này em cảnh báo cho tất cả anh em, từ khách hàng cũ đến khách hàng mới, các bác chỉ giao dịch với tất cả số điện thoại và số tài khoản trên video này thôi các bác nhé. Trân trọng cảm ơn các bác. Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay em lên một số mẫu cần tầm trung tầm cao bên Giang Trường Fishing còn hàng. Đấy, bác nào có nhu cầu alo em nhá. Số điện thoại thì em để ở phần tiêu đề video ấy, với lại phần mở đầu video các bác thấy rồi, số điện thoại, số tài khoản. Bác nào mà giao dịch với Giang Trường Fishing thì chú ý để ý những phần đó nhá. Những phần đó là cụ thể luôn. Đấy. Bác nào cần mẫu nào thì alo cho em. Cảm ơn các bác theo dõi video nha. Các bác cần mẫu gì thì cứ xem kỹ thôi nha. Thì mẫu đầu tiên ở đây có mẫu Daiwa VG Sup nhé. Mẫu này là hàng mới đập hộp ấy, mới nguyên hộp. Mẫu này hiện tại đang thay thế hoàn toàn cho mẫu chữ đỏ, mẫu chữ đen. Nếu mà phân khúc tầm 3,5 triệu đổ lại thì anh em đang hướng đến con này. Để coi nha. Con này thì nó là quá tốt ở trong phân khúc tầm trung rồi. Dưới 3,5 triệu thì hiện tại không có cây nào vượt qua cây này cả. Đấy. Về thông số là 4m25 này, thu lại 117cm, 4 lóng này, trọng lượng là 480g, đến ngọn là 2,6mm nhé. Đến gốc là 24,7mm. Hàm lượng carbon là 93%. 1% là thành phần khác. Đấy. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Hàng này hàng mới nguyên hộp, em chả phải bóc, em bóc rất nhiều rồi. Thứ hai là em có mẫu Spicas. Hàng này cũng là hàng mới của Si nhé. Hàng này thì lại không có hộp, em không có hộp. Đấy. Đây. Đấy, Spicas của Si đây. Đấy. FV Spicas FV 425BXT. Sản xuất tại Malaysia, hàng chính hãng luôn nhé. Con này thừa hưởng cái màu mắm tôm trên dòng Sumiter, hàng nội địa Nhật ấy. Đấy, pad máy Fuji này. Đấy, khoen Fuji xích, xích đen anh em này, xích đen này. Còn về cái súp thì anh em xem rồi, em nhiều rồi em không giới thiệu nữa. Bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn về con về cái súp này thì vào kênh của em sang Giang Trường Fishing nhé, xem các video, em có rất nhiều video nói về cần này rồi. Đấy. Ưu điểm nhược điểm nói chung là ok. Đấy, định vị khoen anh em này, định vị khoen này. Đấy. Đấy. Đây định vị khoen nữa này. Đặc thù của thằng Si là định vị khoen nó xoắn này nhỉ, xoắn này. Đấy, xoắn chuẩn ốc này, xoắn từ dưới đi lên này, từ trên đi xuống này. Hai các đốt này, các đốt khác của con Spicas này để phủ carbon nhé, để màu đen các bác nhé, để màu đen. Và phủ bóng để các bác nhìn thấy cả cái lớp carbon, vân carbon ở trong. Đấy. À, nhìn thấy hết luôn này.
Đấy, nó chỉ có 1/3 đốt thứ hai là phủ sơn màu mắm tôm thôi anh em nhìn này. Đấy. Còn lại là nó để như này. Đấy, phủ bóng và cho anh em nhìn thấy các lớp vân carbon. Con này thì độ cứng cũng là bế nhé, độ cứng bế, đường kính ngọn là 3 mm. Đường kính gốc là 24,7 hay 24,5 mm ấy. Độ cứng là bế. Dòng này đánh rất là lẩy luôn. Đấy, bác nào mà yêu thích những cái mẫu như này mà đánh không cần quá xa, tầm độ 40m đổ lại, 40-50m đổ lại thì chơi những con này nó ok. Và chơi dù thoải mái luôn. Độ lẩy cực tốt luôn. Nha. Và hàng chính hãng luôn nhé, hàng chính hãng luôn. Không phải lăn tăn gì cả. Đấy. Nó chỉ có đi kèm một cái bao thôi nhỉ. Đấy, mỗi bao cần si. Đấy, một cái giấy hướng dẫn. Đấy. Đấy nhá, hai mẫu này là hai mẫu mới nhé, hai mẫu mới nhé, hai mẫu mới này. Em đây có một cây spin joy, à quên, spin power, nhầm gọi spin joy. Em có một cây spin power bản 5 khuyên nhá, màu ngọc trai xanh này, còn đẹp long lanh, 98-99%. Đấy, giá 11 triệu, giá 11 triệu nhé, bác nào có nhu cầu thì alo em. Đấy, đấy. Em còn đúng một cây, hàng đẹp luôn, chứ không phải là hàng xấu rất là nhiều, hàng đẹp long lanh ấy. Đấy. Spin Power 4256 cần gần như mới cứng. Đấy, bác nào cần mẫu này thì alo cho em nhé. Giá là 11 triệu, 11 triệu hàng đẹp cho các bác nào thích nhẹ nhàng tình cảm mà đánh tầm độ 50m đổ lại nha, đánh dù. Giờ đa phần các bác chơi dù. Đấy, các bác chơi con này vỏ vẫn còn gần như mới cứng này. Hàng đẹp nhé, giá 11 triệu. Còn bên này em có dòng Daiwa Pride Cutter bản bạc nhé, giá 6.8 triệu. Pride Cutter 33425 độ cứng bế, giá 6.800.000. Đấy, thông số này 4m2, thu lại 149cm, 3 lóng, trọng lượng là 475g, đường kính ngọn 3 mm, đường gốc là 2 mm, hàm lượng carbon 99%. Nói chung một phân khúc tầm dưới 7 triệu thì đánh con này hàng mới quá ok rồi. Nó là hàng mới với nhá, hàng mới nguyên hộp, đầu hộp luôn. Áp dụng công nghệ nhện 45 này, Vinjoy này. Mẫu này thì sản xuất tại nhà máy Daiwa là ở Trung Quốc nhé. Còn bên này chúng ta có mẫu Daiwa Phantom Sup 33425. Đấy, áp dụng công nghệ nhện 45 HVF mà trang bị một dàn khoen Fujika. Con này hiện tại bên ra trường vẫn đang bán là 4.3 triệu nhé, 4.3 triệu chưa có thay đổi về giá nhé. Bắt đầu nhu cầu alo và số lượng còn thì như còn mỗi cây này. Còn một cây thôi, không còn nhiều. Thu lại là 400, độ dài là 4,25m, thu lại là 149cm. Đây, 3 đốt, trọng lượng là 510g, đường ngọn là 3 mm, đường gốc là 23,7 mm. Thế gạch cho em đánh Saber. Đấy, Saber bạo lực châu bò, giá bình dân. Đấy, nó chỉ hơn 4 triệu, hơn gấp vạn lần con hàng tàu, như con ProSup hay con Subiter mà các bác khen hay ấy. Hay là con spin power tàu đều ấy, tàu nhái nhá, không có tuổi gì đâu, nói thật các bác thế, đánh làm sao bằng con Phantom này được. Đấy, nói thôi cái gì nó cũng phải nói đúng, hàng nó có chất lượng, có công nghệ, nó sẽ khác. Còn anh em đánh cái hàng tàu một thời gian nó sẽ nhão, đánh rất là chán. Hàng tàu nhái nhé chứ không phải hàng xịn đâu, hàng xịn thì đánh thoải mái đi anh em, càng đánh ấy, càng thấy hay. Đây là dòng Sunder EVSF 45CX, con này giá 7 triệu nhá, hàng còn khá đẹp. À, còn khá đẹp rồi nhỉ. Bác nào yêu thích món dù mới không cần quá cứng thì cứ đánh C thôi. Đấy, C. Còn bác nào thông phổ thông thông dụng thì đánh B, còn thích cứng thì đến A hoặc là 40 hoặc là XX tùy. Đấy, giá 7 triệu anh nhé, giá 7 triệu. Con này thì trang bị dàn khoen 7 khoen nhưng mà duy nhất có khoen đề ba to nhất là khoen K, còn lại là khoen 3 chân. Đấy. Đánh cái dòng Submitter EVSF 45CX này đánh rất là phê luôn. Đấy. Màu xanh cánh chả hay là màu xanh nước biển sậm. Đấy, bác nào cần mẫu nào thì alo cho em. Em hiện tại chỉ có mấy mẫu thôi, cũng không có nhiều hàng. Thực sự năm nay bác này, Covid xong chán lắm.
Covid một phần, nhưng mà hai là hàng đói một phần nữa, thì cộng lại thành hai cái, thành hai dịch. Thứ nhất là dịch bệnh này, thứ hai là dịch hàng. Đấy. Hái hết mồm. Đấy, bắt đầu nhu cầu thì alo em nhá. Cảm ơn các bác theo dõi video.